Khi ánh nhìn là một siêu năng lực. Đó chính là lý do tập 2 của Supernatural. Lemonade quyết định lựa chọn mascara và eyeliner là những sản phẩm đầu tiên cho đôi mắt của bạn, bởi vì đây là hai bước quan trọng nhất quyết định thần thái của đôi mắt. Và Supernatural sẽ xóa tan nỗi lo lắng nhất của các chị em Việt Nam khi sử dụng mascara và liner, đó chính là bị lem đen xuống mắt dưới như gấu trúc sau vài tiếng sử dụng. Với tông màu chủ đạo là Raw Gold, bộ sưu tập Supernatural sẽ đem lại cảm giác vừa sang trọng và mới mẻ. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với sản phẩm Supernatural Eyeliner. Điều đặc biệt ở bút kẻ mask Supernatural chính là thân bút được thiết kế như cây bút máy để việc cầm được chắc tay hơn. Kết cấu có hệ thống mực trải dài giữa thân bút, có bi lắc trước khi sử dụng để mực luôn được phân phối cho đầu bút không bao giờ bị khô. Đầu bút được thiết kế là đầu bút dạng mũ lưỡi chai đôi để mực ra đều, liền mạch, không bị đứt đoạn và cứng dáng để các bạn dễ dàng đưa đường bút theo ý mình mong muốn. Dù là kẻ eyeliner tự nhiên hay một đường khét eye táo bạo, bởi mực khô cực nhanh sau khi vẽ, có độ bền tới 24 giờ và hoàn toàn sẽ cố định khi gặp nước hay mồ hôi. So với các sản phẩm kẻ mắt khác chỉ có 0.5mm, Supernatural Eyeliner có lượng mực gấp đôi lên đến 1mm và được đổ trực tiếp bên trong mà không cần bộ lọc để bạn có thể sử dụng nó cho đến giọt mực cuối cùng. Lemonade lựa chọn màu mực là màu sắc đen tuyền để nét vẽ có chiều sâu từ đầu mắt đến đuôi mắt, giúp bạn có đôi mắt mạnh mẽ. Màu đen cũng là màu dễ dàng để phù hợp với tất cả mọi người. Ngoài những ưu điểm vượt trội kể trên thì mặc dù lâu trôi, bền màu, nhưng sản phẩm vẫn rất dễ dàng tẩy được với nước ấm hoặc là nước tẩy trang dạng dầu. Chúng ta sẽ tới với sản phẩm tiếp theo, đó chính là Supernatural Mascara. Sản phẩm được ra mắt dựa trên kinh nghiệm sử dụng mascara của mình sau hơn 10 năm với hàng ngàn đôi mắt của phụ nữ Việt Nam. Cấu tạo đầu cọ cong nhẹ giúp dễ dàng ôm vào độ cong của hàng mi, hỗ trợ cho sợi mi cong lên dễ dàng hơn. Lông cọ được sắp xếp dày mỏng hợp lý để giảm thiểu tình trạng bị vón cục, kể cả với những bạn vụng về nhất. Đặc biệt, đầu cọ được vắt nhỏ, xéo 30 độ. Với thiết kế này, chúng ta có thể linh hoạt dễ dàng đặt dọc cây cọ để chuốt tập trung, kiểm soát từng sợi mi một. Việc mi dày hay mỏng, dài nhiều hay ít, chúng ta có thể tùy chỉnh theo ý muốn. Nếu muốn dày hãy đưa đầu cọ ngang, nếu muốn dài hãy đưa đầu cọ dọc. Và đầu cọ này cũng giúp bạn dễ dàng để chuốt mi dưới mà không bị lem. Ngoài thiết kế của đầu cọ thì chất của sản phẩm là một yếu tố quyết định. Mascara có công thức dạng gel linh hoạt, chứa kết cấu ma thuật. Từng phân tử đặc biệt giúp hàng mi dài và tơi mà không bị vón cục, kể cả khi bạn chuốt đi chuốt lại nhiều lần vì muốn có hàng mi dày. Sản phẩm giữ độ cong của mi tới 12 giờ không trôi, không nhòe và không rủ xuống, với công nghệ kháng nước, kháng lem tuyệt đối. Ngoài ra, với khả năng chống dầu, chống mồ hôi cực kỳ hiệu quả, sẽ giúp bạn có một đôi lông mi nguyên vẹn suốt cả ngày. Mong rằng với hai sản phẩm mới ra mắt của Supernatural sẽ giúp các bạn tự tin thể hiện cho năng lực của mình.